Xin chào quý khán giả đã đến số tiếp theo trong chương trình Vinakit và chuyên gia. Ngày hôm nay, khách mời của chương trình xin được trân trọng giới thiệu anh Kim Tuấn đến từ thương hiệu Konox, chuyên gia chậu vòi. Xin chào anh Tuấn, rất cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian tham gia chương trình. Chào anh Tường, chào quý khán giả. Mình là Tuấn, rất vui hôm nay được tham gia chương trình Vinakit và chuyên gia. Mình thì bên đơn vị Konox chuyên cung cấp các sản phẩm chậu vòi nhà bếp. Như này anh Tuấn ạ, trong quá trình biên tập câu hỏi dành cho chương trình Vinakit và chuyên gia, Vinakit nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến chậu rửa bát. Thì ngày hôm nay Vinakit muốn mời anh Tuấn sẽ dành thời gian để mình chia sẻ về chủ đề chậu rửa bát. Không biết anh Tuấn sẵn sàng không ạ? Mình rất sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên, anh Tuấn có thể chia sẻ về vai trò của chậu rửa bát trong nội thất nhà bếp được không ạ? Xin mời anh ạ. Chậu rửa bát ấy thì là một cái thiết bị rất là quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Chậu rửa bát nó là nơi để chúng ta có thể sơ chế đồ ăn, sơ chế rau củ quả, thịt cá, cũng là nơi để chúng ta rửa những con nồi, rửa các cái đồ dùng khác trong nhà bếp sau khi đã sử dụng. Ngoài ra thì chậu rửa bát còn là một thiết bị cũng có thể đóng góp được về mặt thẩm mỹ, tạo điểm nhấn trong không gian nhà bếp cũng như tổng thể không gian bếp chung của mọi gia đình. Qua chia sẻ anh Tuấn thì chúng ta có thể thấy là khu vực chậu rửa bát rất quan trọng. Và theo Vinakit thì đây chính là vị trí mà chúng ta sẽ thao tác nhiều nhất trong khu vực tủ bếp. Anh Tuấn có đồng tình không ạ? Đúng vậy, chậu rửa bát là nơi chúng ta sử dụng hàng ngày, sử dụng thường xuyên, là nơi tiếp xúc với nước này, với hóa chất như là nước rửa bát, với thực phẩm còn thừa sau khi chúng ta ăn uống, sau khi sử dụng. Cho nên việc lựa chọn chậu rửa bát làm sao mà phù hợp, làm sao mà sản phẩm tốt đối với một không gian bếp rất là quan trọng. Dạ vâng. Vậy thì câu hỏi thứ hai, xin anh Tuấn cho biết trên thị trường hiện nay có những chất liệu chậu rửa bát nào và quý khách hàng thì nên lựa chọn chất liệu chậu rửa bát như thế nào ạ? Xin mời anh ạ. Hiện nay ấy, thì trên thị trường thì có hai chất liệu chính và thường dùng để sản xuất chậu rửa bát, đó là chất liệu inox và chất liệu đá. Mỗi chất liệu thì có một cái ưu và cái nhược điểm riêng. Đối với chậu inox thì gia công dễ hơn, mẫu mã nhiều hơn và cái phân khúc giá nó sẽ rộng hơn để khách hàng có thể lựa chọn phù hợp. Còn đối với chậu đá thì về mặt thẩm mỹ có thể nó sẽ sang trọng hơn, sẽ đẹp hơn, nhưng mà về giá thành đối với một chậu đá tiêu chuẩn thì sẽ cao hơn. Còn đi về chi tiết, đối với chậu đá thì là thường là sẽ sử dụng đá nhân tạo, đá granite. Còn đối với chậu inox thì là sẽ có hai mã inox được sử dụng để sản xuất dành cho chậu nhà bếp là inox 201 và inox 304. Đó. Thì trong đó thì inox 304 sẽ là cái chất liệu tốt hơn, có khả năng chống oxy hóa, chống han rỉ, rồi chống bào mòn tốt hơn, thì sẽ được sử dụng để đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng cho khách hàng. Đó. Độ tinh lọc cũng tốt hơn nữa so với các mẫu inox khác, inox 201 hay những inox mà không có tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường. Dạ vâng, cảm ơn giải đáp từ anh Tuấn. Thì rất chi tiết và nó chứa nhiều thông tin hay. Câu hỏi tiếp theo, Vinakit muốn quý khán giả sẽ hiểu sâu hơn một chút về công nghệ sản xuất. Thì anh Tuấn có thể cho biết là hiện nay thì có những công nghệ sản xuất chậu rửa bát nào, trong đó công nghệ nào là tối ưu nhất, đúng không ạ? Đối với công nghệ sản xuất dành cho chậu rửa bát ấy, thì đối với chậu đá tự nhiên thì là công nghệ ép khuôn liền khối thì ép luôn ra một cái chậu như vậy. Còn tiêu chuẩn ép khuôn hay là độ bền của chậu đá thì sẽ phụ thuộc vào cái cách người ta sản xuất. Và đối với chậu đá thì tiêu chuẩn theo châu Âu là 80% granite, đá thạch anh, đó, và 20% là nhựa cứng. Còn đối với dòng chậu inox thì sẽ có hai cái công nghệ được sử dụng là công nghệ chậu dập và công nghệ handmade, hay là khách hàng hay gọi là chậu đúc ạ. Đó. Thì công nghệ chậu dập thì những hố chậu thì sẽ được có khuôn và đúc nguyên ra hố chậu, sau đó sẽ hàn với các thành bên trên ra một chậu. Đặc điểm của dòng chậu dập thì các hố chậu sẽ tròn hơn, bề mặt thường được xử lý đánh bóng. Còn đối với dòng chậu handmade là công nghệ hiện tại được khách hàng ưu ái sử dụng hơn, vì mẫu mã rất đa dạng do cái tính chất sản xuất lên là từ những tấm inox. Đó. Hai là có thể dày dặn hơn, hố vuông hơn, có thể hiện đại hơn đối với nhiều người, và có thể sản xuất để tích hợp được thêm những cái phụ kiện thông minh như thớt, như Ronmax, như colander hay là gọi là chậu nhỏ này, để có thể thêm được các cái tiện ích dành cho khách hàng sử dụng. Dạ vâng. Vậy thì chậu rửa bát có nhiều mẫu mã không anh Tuấn? Người tiêu dùng thì chắc chắn có rất nhiều nhu cầu khác nhau và chắc hẳn là cũng rất mong muốn có được nhiều cái sự lựa chọn. Chậu rửa bát thì hiện tại là rất nhiều mẫu mã, tùy thuộc vào không gian lựa chọn của khách hàng, nên là các cái mẫu mã cũng được sản xuất rất là đa dạng. Có thể kể đến như là chậu một hố, chậu hai hố, chậu 3 hố cũng có, rồi chậu 1 hố có bàn chờ, chậu 2 hố có bàn chờ đó. Thay vì việc sử dụng chậu 2 hố thì tùy khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp hơn đối với nhu cầu của mình đó. Còn về cái cách lắp đặt thì nó chia ra là chậu lắp âm và chậu lắp dương. Xong rồi với mỗi cái dòng sản phẩm thì lại có các kích thước khác nhau để phù hợp hơn đối với tùy không gian, từng không gian to nhỏ của khách hàng. Dạ vâng, rất nhiều mẫu mã và chậu rửa thì ngày càng đa dạng, thiết kế thông minh hơn. Và một câu hỏi cuối cùng xin được gửi đến anh Kim Tuấn là lời khuyên của chuyên gia Konox để quý khách hàng lựa chọn được những cái chậu rửa bát tốt ạ. Theo kinh nghiệm cung cấp sản phẩm ra thị trường cũng như nghiên cứu và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng thì Konox sẽ có một vài cái lời khuyên để khách hàng có thể lựa chọn được sản phẩm chậu chất lượng và phù hợp đối với gia đình của mình. Đầu tiên là tùy thuộc vào không gian nhà khách rộng, nhà khách hẹp hay là không gian thiết kế theo hơi hướng hiện đại hay là hơi hướng cổ điển để khách hàng có thể lựa chọn các cái mẫu phù hợp hài hòa với tổng thể không gian. Nhưng mà một lời khuyên mà Konox dành cho các quý khách hàng là quý khách hàng nên tối đa cái không gian làm sao để chậu có thể rộng hơn, mình có thể thao tác thuận tiện hơn, ví dụ như mình có thể sơ chế cá này, gà này, những thực phẩm có diện tích lớn hơn này, hay là sử dụng để rửa xong nồi, rửa chảo, rất là thuận tiện. Nên là hiện tại trên thị trường thì có dòng chậu một hố lớn đang được khách hàng khá là yêu thích. Tiếp theo ấy, thì hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều chất lượng, có thể họ dập những cái sản phẩm tiêu chuẩn không đủ chất lượng, inox không đủ chất lượng nhưng vẫn dập là inox 304, khách hàng có thể bị nhầm lẫn. Cho nên là khách hàng nên lựa chọn những sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, có chế độ bảo hành hậu mãi, cam kết về sản phẩm tốt, chọn những thương hiệu uy tín được mọi người đã công nhận thì sẽ an tâm hơn. Đó là về tổng thể, về chọn làm sao để phù hợp với không gian bếp. Còn đi về chi tiết của từng sản phẩm, đối với chậu thì khách hàng nên lựa chọn về chiều sâu của chậu từ 20 cho đến 24 cm, nó không nông quá dẫn đến việc khi chúng ta xả vòi ra nó bắn, và cũng không sâu quá khiến cho chúng ta khi sử dụng hàng ngày thì sử dụng rất nhiều, cúi xuống có thể mỏi lưng. Hiện tại đối với dòng inox trên bề mặt thì nhiều đơn vị họ có thể sử dụng chậu inox là có thể phủ nano lên bề mặt. Về sản phẩm đó thì khi mới thì chúng ta có thể thấy là nó có thể đẹp, nó có thể là mình thích, nhưng mà sau quá trình sử dụng, quá trình nghiên cứu của Konox thì có thể sau khi sử dụng nó sẽ bị xước ra này, sẽ bong ra này, lúc đấy thì cái tính thẩm mỹ của sản phẩm nó sẽ kém đi rất là nhiều. Hơn nữa, một cái phần rất là quan trọng khi khách hàng lựa chọn một dòng chậu tốt thì xi phông cũng phải rất là tốt, vì tất cả những cái lỗi như là dò nước này, làm hỏng tủ này, hay là thoát nước, tắc nước thì sẽ xảy ra từ xi phông đó. Thì một bộ xi phông tốt thì khách hàng phải lựa chọn là đầu tiên là phải chất liệu tốt đã, chất liệu tốt để làm sao để chống được nhiệt độ này, làm sao để chống được sự va đập này nếu mà có xảy ra, không đến rò rỉ. Hai là khi thiết kế làm sao phải thoát nước nhanh và không bị tắc, và có khả năng chống mùi, rồi có khả năng là tinh gọn, làm sao để không gian, làm cái không gian bên dưới chậu nhỏ tiện ích, mình có thể lắp thêm được các phụ kiện khác như là bộ lọc nước này hay là thùng rác này. Đấy là về phần xi phông phía bên dưới. Còn về phần bát rác thì hiện tại thì trên thị trường thì có hai loại bát rác. Ở châu Âu thì có khách hàng thấy ở châu Âu họ hay sử dụng loại bát rác là xả ấn, nhưng mà cái bộ đấy thì nó lại không phù hợp với cả môi trường Việt Nam lắm. Cái cách sử dụng của người Việt Nam thì nó không phù hợp, vì Việt Nam mình thì thường ăn cơm này, rồi có các thực phẩm rất là nhỏ, mà bộ đấy thì đựng được ít rác là một. Hai là các cái hố thoát của nó sẽ lớn, có thể khi mình nhấc lên có thể bị mắc và rơi xuống lâu ngày thì có thể tích tụ và dẫn đến tắc. Nên là Konox khuyên là khách hàng nên sử dụng bộ có giỏ rác đó, nó rất thuận tiện hơn này, phù hợp hơn đối với cái cách mình sử dụng đó. Dạ vâng, cảm ơn những lời khuyên rất thực tế và kinh nghiệm từ anh Kim Tuấn. Quý khán giả thân mến, như vậy qua chủ đề chậu rửa bát, chúng ta đã được lắng nghe và hiểu hơn về vai trò, về công nghệ sản xuất, về các loại chậu rửa bát hiện nay, cũng như có nhiều hơn những kinh nghiệm sử dụng thực tế với hạng mục rất quan trọng này trong nội thất nhà bếp. Một lần nữa, xin cảm ơn anh Kim Tuấn đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin chúc anh cùng đội ngũ Konox sẽ luôn có nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa trong công việc. Cảm ơn Vinakit đã mời mình hôm nay đến đây để có cơ hội được chia sẻ những kiến thức về chậu rửa bát. Mong rằng với những kiến thức này sẽ giúp cho khách hàng lựa chọn được những sản phẩm chất lượng và phù hợp với cả môi trường gia đình của mình. Cảm ơn Vinakit. Chúc Vinakit và khách hàng có nhiều sức khỏe. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Vinakit cũng gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ chương trình, ủng hộ thương hiệu Vinakit cũng như Konox. Đây là động lực để Vinakit sẽ nỗ lực hơn nữa, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm hay có giá trị đến cộng đồng. Như thường lệ, có bất cứ câu hỏi nào, xin mời các bạn tiếp tục gửi về cho chương trình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các số Vinakit và chuyên gia tiếp theo.